quý vị, ngày 10 tháng 6 năm 2023, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tại tỉnh Cà Mau cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận 3 ca ngộ độc methanol sau khi uống cồn pha nước thay rượu. Người nhà các bệnh nhân cho biết, 2 ngày trước khi nhập viện, 3 bệnh nhân này cùng một người khác uống rượu với nhau. Sau khi uống hết rượu đã mua, họ lấy chai cồn là loại cồn sát khuẩn tay pha với nước để uống tiếp. Sau đó, một người tử vong tại nhà, 3 người phải nhập viện cấp cứu. Trưa 9 tháng 6, hai bệnh nhân, một người 50 tuổi và một người 53 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải lọc máu. Đến tối 10 tháng 6, bệnh nhân còn lại, 33 tuổi, cũng được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu trong tình trạng nặng. Những người này đều ngụ ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, một ngày sau khi uống, cả 4 người đều đau đầu, mệt, nôn ói nhưng không đi khám. Sau đó thì một người tử vong tại nhà, nên gia đình đưa 3 người này nhập viện. Chiều 10 tháng 6, bác sĩ Mã Nhân Kim là trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết hiện bệnh nhân 53 tuổi còn nguy kịch. Hai bệnh nhân khác qua cơn nguy kịch đã tỉnh nhưng vẫn còn phải lọc máu. Những thông tin mới sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.